dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau, xương trắng giỏ đầu cành như giọt sữa. Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa, núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh. Đã biết bao lần tôi định cầm bút vẽ lại bức tranh chợ Tết như những gì mà cha tôi, nhà thơ Đoàn Văn Cừ, đã viết trong thi phẩm của ông. Nhưng dù đã cầm cọ lâu năm, tôi vẫn cảm thấy khó diễn tả được bằng ngôn ngữ hội họa như cha tôi đã miêu tả. Đó là một bức tranh thơ mộng và tươi vui về chợ Tết quê xưa, phiên chợ Tết mà ai đã từng có trong ký ức cũng không bao giờ quên được. Tết đến gần, lòng tôi lại nao nao tìm về với ký ức xưa, trong rộn rã những sắc màu của bài thơ chợ Tết. Tôi thường trở về quê nhà ở Nam Trực, Nam Định vào những ngày giáp Tết. Làng Đô Quan nhỏ bé của tôi vẫn bình lặng như thường ngày. Nhưng mỗi lần đi về trên con đường làng, giữa mùi hoa dại, mùi đồng đất rơm rạ trong những giọt sương còn đọng lại trên những ngọn cỏ ven đường, tôi luôn có một cảm giác thanh thản, bình an đến kỳ lạ. Khi ấy tôi nhận ra rằng vì sao tâm hồn cha tôi, một thi sĩ của thôn ca, đã neo chặt vào mảnh đất quê này. Nơi đây tròn 80 năm trước, cha tôi đã viết những áng thơ đầu đời đăng trên báo Ngày Nay số Xuân Ất Mão. Đó là những bài thơ Tết mang đậm hồn quê xứ Bắc. Chào ông đã về ăn Tết. Cảm ơn, khỏe nhá. Về ăn Tết để vui nhá. Bao tuổi rồi? 91. Ôi trời ơi, 91. Chào cô Vân. Ôi anh đã về, các cháu với chị có về không? Có. Anh mới về. À thế à? Em đang chuẩn bị Tết đây. Nhà như mới này. Vâng, em mới quét đấy bố. Mới quét. À, tôi đóng đóng cái này. Vâng. Cái này. Năm nay là gói bánh chưng lấy thế nào? Gói lấy đi bác ạ. À. Ngày xưa hồi cụ Đoàn Văn Cừ, nhà mình còn đụng thịt lợn cơ mà. Tết nào cũng thịt lợn. Tết đến xuân về, ấy là khi khiến tôi nhớ về cha nhiều nhất. Có thể vì những câu thơ Tết của ông đã vốn là một phần tuổi thơ ấu tôi. Hình ảnh về cha trong tôi đó là một người hoài cổ, nên rất gần gũi với những gì thuộc về văn hóa dân gian. Những bài thơ Tết của ông cũng giống như những bức tranh dân gian mà mỗi lần nhớ lại là tôi đều có cảm hứng muốn cầm bút vẽ, vẽ lại những vẻ đẹp dân dã sống động của cuộc sống thôn quê mang đậm tính cách Việt Nam khi đón xuân về. Trong ký ức xa xôi, tôi chưa bao giờ quên được những cái Tết mang đậm phong vị hồn quê Bắc Bộ, nơi ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn thơ ấu này. Nó chính là những gì mà cha tôi đã viết trong thơ, cho dù những bài thơ Tết ấy được sáng tác cả trước khi tôi sinh ra trên cuộc đời này.
là một người yêu làng quê tha thiết. Ông nâng niu trìu mến tất thảy những gì mà thiên nhiên, cuộc sống ở thôn quê đem lại. Để rồi ông lại đem vào thơ, chiêm ngưỡng với một vẻ thành kính thiêng liêng. Đại hoa hồng đây. Tết nào ông Đoàn Văn Cừ? Ôi, ông rất thích hoa đấy. Ông Đoàn Văn Cừ Tết nào cũng ra ngoài kia cắt hoa về cắm vào dịp Tết. Đúng. Tết nào cũng có. Bác hay hiểu ý ông đấy. Mai là bác với em đi chợ Tết đi nhá. Không xếp cho các cái mẹt. Ngày mai muốn đi chợ Tết thì quê làm nào? Chợ Tết ông tả trong thơ cái đây nửa thế kỷ nó khác rồi. Chợ Tết bây giờ nó như chợ ngày thường lắm ạ. Hàng quán vẫn nhiều. Ngày thường thế mà ngày Tết vì đời sống đi lên mà. Thế nên là sẵn hàng lắm chứ không lòi cả. Thôi mai bác với em đi. Mai đi. Vâng, hai anh em ta đi. Trên đàn thờ tổ vuông màn đỏ, vài nén hương nồng tỏa khói mơ. Tôi cúng xong rồi ra đứng đó, nhìn thằng em bé chạy đùa nô. Chúng tôi đi vòng quanh xã Nam Lợi, qua những chợ Cổ Lễ, chợ Yên, chợ Lao, mong tìm lại chút nào bóng dáng của chợ quê xưa. Nhưng giờ đã không còn. Cơn lốc đô thị hóa tràn về vùng quê đồng Chiêm Trũng này đã xóa sạch những dấu xưa, vết cũ. Trong thơ của ông có bao nhiêu màu ở trong thơ anh? Riêng bài Chợ Tết một nhà phê bình về thơ của Đoàn Văn Cừ đã nói thế này này. Tôi đếm được ở trong đấy là khoảng 24 đến 28 màu. Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha. Thúng gạo nếp đông đầy như núi tuyết. Thế con gà trống màu thâm như cục tiết. Một người mua cầm cẳng dốc lên xem. Tức là tất cả những cái đó là nó đều có ở phiên chợ Tết. Năm 54 này, 58 thì cái chợ Tết kiểu như thơ của Đoàn Văn Cừ vẫn còn. Tức là vẫn những người quê đi chợ này. Thì cụ lấy cái chất liệu ở các cái chợ. Chợ Lao, chợ Yên, chợ Viêng cũng có. Bây giờ thì hết rồi. Ta đi bây giờ thì ta lại nhớ lại nha. Nhớ từ Tết ngày xưa. Chợ xưa cũ. Nông thôn giờ đã khác xa với thời chúng tôi còn theo mẹ đi chợ Tết quê. Thế hệ của tôi vẫn ít nhiều còn biết đến những cảnh chợ Tết như trong thơ của cha tôi. Bởi nông thôn thời đó còn nghèo. Người ta dành dụng cả năm chỉ để dành cho cái Tết và chỉ mong Tết đến. Bởi vậy, vẫn thường có câu vui như chợ Tết, vì đó là niềm vui đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Bây giờ thì khác rồi. Chợ quanh năm ngập tràn hàng hóa, ngày Tết cũng như ngày thường. Có phải vì no đủ mà Tết không còn được mong đợi như trước kia chăng? Hay cái hồn quê đã phôi phai đi mất? Chợ Tết quê xưa trong thơ của cha tôi dường như chỉ còn trong hoài niệm. Người mua bán ra vào đầy cổng chợ, con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ để lắng nghe người khách nói bô bô. Anh hàng tranh cữu kịp quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Một thầy khóa gò lưng bên cánh phản, tay mải nghiên hí hoáy viết thơ xuân. Cụ Đồ Nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phau phau. Chú Hoa Man đầu chít chiếc khăn nâu, ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu. Áo cụ Lý bị người chen sấn kéo, khăn trên đầu đang chít cũng tung ra. Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà, quên cả chị bên đường đang đứng gọi. Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi, cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
phiên chợ Tết của làng Văn Cừ, cái sự hồi xuân trong sức lao động vất vả của làng quê, tất cả các tập quán đẹp nhất được người ta làm đẹp lại trong cái nông thôn Việt Nam bước vào năm mới thì không ở đâu hết. Chúng ta đọc trong bài thơ chợ Tết của đoàn Văn Cừ có đủ hết. Tôi thấy chợ Tết có cả văn hóa, có cả tranh, có cả pháo, đủ hết. Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết, tất cả các sản vật thì đẹp nhất, đặc trưng nhất đều có ở trong chợ Tết. Ngôi nhà ở làng quê yên bình này, những ngày Tết là dịp gia đình tôi đoàn tụ. Đây cũng là những hình ảnh in đậm trong ký ức của tôi khi cha tôi còn chưa về cõi. Ông đã từng kể lại những cái Tết xưa của gia đình tôi ở nơi quê nhà. Gạo nếp ngày xuân, gói bánh chưng, cá đêm cuối chạp, nướng than hồng, quần đào áo đỏ, chanh gà lợn, cơm tám dưa hành, thịt mỡ đông. Hoài Thanh, Hoài Chân trong Thi Nhân Việt Nam từng viết những dòng bộc bạch rằng: nghĩ đến đoàn Văn Cừ là tôi nghĩ đến Tết. Cái tên đoàn Văn Cừ trong trí tôi đã lẫn với màu bánh chưng, mùi thuốc pháo, vị mứt gừng. Cha tôi đúng là yêu cái Tết thôn quê như một phần đời sống tinh thần của ông. Người ta nói đoàn Văn Cừ là thi sĩ của mùa xuân là vậy. Nông thôn xưa nghèo, nhưng cha tôi yêu cái nghèo thanh bạch, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Đó là cái hồn quê khiến ta đi đâu cũng phải nhớ về. Bà tôi ở một túp nhà tre, có một hàng cau chạy trước hè, một mảnh vườn bên rào rộng nữa, xuân về hoa cải lẻ vàng hoe. Bây giờ đọc cái bài thơ của Cụ Cư thì nó vẽ lại cho chúng ta một cái cảnh Tết ngày xưa. Bây giờ xã hội văn minh thì nó tiến bộ hơn nhiều, nhưng mà những cái hình ảnh của cái đất ngày xưa là nó có những cái gì đó nó yêu quê hương thấm thiết hơn. Đọc thơ của Văn Cừ thì không ai ở xa mà không muốn về quê cả. Những người có mặt ở trong cái bài thơ chợ Tết của Cụ Cư thì cũng đã về với tổ tiên. Bây giờ tôi là cái thằng trẻ con không có mặt trong chợ Tết của cụ mà bây giờ đã 80 tuổi. Ví dụ như cái bài mà mùa xuân cũng biết, bây giờ thì lớp trẻ bây giờ đọc gần như là của nước nào. Nhưng mà thực tế là cũng biết ở ngay cái làng Câu Đỏ mà mấy chiếc cuốc gác hàng trên gác bếp, thang gác chân trên ngọn đống rơm bạc. Ngọn lửa trong mưa vờn lấp loáng, gió lùa trùm khánh độc len keng. Ai cũng sẽ được một cái đêm. Vài lá đa xanh rất mái nhà, để cầu phúc lộc đến đề đa. Ngoài sân ấn quyết trừ ma quỷ, vôi vẽ hình tên nỏ chắn đoàn. Lớp trẻ không hiểu cái đó là cái gì cả. Bên vách hòm gian đặt cúng thờ, bát hương nõn chuối cắm lơ thơ, vài buồm gạo nếp tay giường họ. Bây giờ thì không biết có còn tay giường không. Hồi đó tôi còn trẻ con áo đỏ, nhưng mà ít nhiều thì cũng chứng kiến cái bài thơ của Cừ được hết. Bây giờ đọc lại thì cũng nói để cho các lớp trẻ biết đó là một cái Tết mà cụ viết không bao giờ mất, mà không phải viết cho làng ta mà viết cho tất cả những làng dân Việt Nam. Vào những mùa xuân của thời thơ ấu, tôi vẫn nhớ những lần từng theo cha đi xem hội. Tháp chùa Cổ Lễ này là nơi đã in bóng trong những áng thơ của cha tôi. Những hình ảnh trong thơ xưa kia dường như vẫn còn ẩn hiện khi tôi bước vào ngôi chùa cổ kính này trong những ngày cuối năm. Tiếng chuông trống chen từng hồi lặng lẽ, những bóng người trịnh trọng khẽ đi lên, những cánh tay áo thụng vái mơ huyền đang diễn lại cả một thời quá khứ mà đất nước non sông cùng cây cỏ còn thuộc quyền sở hữu của linh thiêng. Như nhiều làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ, mùa xuân là mùa của lễ hội, đình đám, chợ xuân. Cha tôi đã viết những bài thơ dài về chợ Tết, về đám hội, nói về nét sinh hoạt của ngày xuân trong cộng đồng làng xã. Những hội xuân, chợ xuân là hồn vía của người Việt.
bỗng gặp lại cảnh ở đâu đó là tâm hồn ta bỗng dưng như sống lại, gợi nhớ một đời sống đã lùi xa vào dĩ vãng mà vẫn còn làm ta mãi bâng quâng. Vệt tháp trắng in dài trên đồng vắng, tiếng chuông tối nhạt khoan trong yên lặng, lẫn trống chèo văng vẳng phía làng xa của đám dân nô nức dưới trăng tà. Cha tôi viết bài thơ Đám hội vào năm 1939. Những cảnh ông ghi lại trong thơ là một bức tranh sinh động về lễ hội mùa xuân ở các làng quê Việt từ bao đời. Những thằng cu tha hồ khoe áo mới và tha hồ nô nức kéo đi xem. Các cụ già uống rượu mãi gần đêm, tổ tôm điếm chơi đều không biết chán. Hay những bé con áo xanh đòi chị ẵm để đi theo đám rước lượn quanh làng. Các bà đồng khăn đỏ chạy lăng xăng đón các khách thập phương về dự hội. Vâng, chào bác. Bắt tay bác đi ạ. Ông xin ông chén nước ạ. Vâng. Dịp Tết, ngày xuân, để về thăm quê. Ngày xưa ấy, con nhỏ, tôi cũng ra hay ra đây để chơi Tết, xem hội xuân, chùa cổ lễ. Có bơi trải này, có đu này, nó nhiều lắm. Ngày xưa ấy, ông bố tôi làm cái bài thơ đám hội ở trong cái Thi Nhân Việt Nam in ấy, nhưng trong nó có nói về hội chùa cổ lễ. Ngày hôm ấy, ông tôi lên tận tỉnh đón tôi về xem hội của làng bên. Suốt ngày đêm chiêng trống đánh vang rền, người các ấp mê man về hát bội. Cái hình ảnh thơ của ông Đoàn Văn Cừ ở trong cái đám hội hiện nay nó còn được tí nào không? Bây giờ giàu có kinh tế khá giả, bây giờ là thanh niên nam nữ là họ lại đi cầu duyên cầu tài cầu lộc. Bây giờ là các cái trò chơi thì nó hiện đại hơn. Ngày xưa nó đu quay bằng cái ba cái tre, bây giờ đu quay nó hiện đại, nó sắt điện. Cái thơ của cụ Đoàn Văn Cừ tả ngay: trên bãi cỏ dưới trời xanh bát ngát, một chị đương đu ngửa tít trên không. Cụ lý già dừng lại ngẩng đầu trông, mắt thấp háy nhìn có đôi mục kỉnh. Bên những con ngòi nhỏ len lỏi chạy quanh những cánh đồng quê tôi mà cha tôi vẫn thường gọi trong thơ là sông Ngọc, những hội bơi trải đã diễn ra vào mùa xuân hàng năm vẫn còn đó trong bài thơ Đám hội, vốn là nét văn hóa ngày xuân ở nhiều làng quê Việt Nam. Đoàn trải dài vùn vụt giữa dòng sông, người lố nhố trèo trên làn nước lạnh. Rồi tiếng reo hò khuyến khích dậy từng cơn, lẫn tiếng trống bên đường khua rộn rã. Về Tết ở quê nhà, tôi có dịp được gặp lại những người quen cũ và xoay quanh câu chuyện thăm hỏi, những kỷ niệm về cha tôi cùng những bài thơ Tết của ông vẫn thường được nhắc lại. Vừa rồi là nhà xuất bản là Hội Nhà Văn nên 100 năm in toàn tập Đoàn Văn Cừ. Vâng, thật là tuyệt vời. Tranh chắc là của họa sĩ Đoàn Văn Nguyên đây. Một nhà có hai cha con là giải thưởng nhà nước, xin chúc mừng. Có một chút gọi là những kỷ vật với bác mà. Ngày xuân này thì cụ cho tôi cái thiếp chúc Tết ấy. Cụ gửi cho Thanh mà tôi giữ, tôi cảm động lắm anh ạ. Đây. Đây ạ. Có 8 chữ nhưng rất sâu. Ngày xuân trang sách mở, phủi bụi thấy hương trong. Người cũ hồn không cũ, ngàn năm một tức lòng. Vâng, anh xem cách viết của cụ nó chiêu chắc, đặc biệt Đoàn Văn Cừ trân trọng văn hóa dân tộc. Tôi xin đi kính chuyển anh. Qua cái này vâng. Qua Tết đến là đấy, nhớ cụ lắm. Thơ Tết chợ Tết của cụ anh. Ngày xuân trẻ bức tranh gà, cụ già quần nhiễu đỏ lòa sang nhau. Đàn ông khăn nhiễu đội đầu, đôi giày da láng khăn trầu đỏ loe. Hiu hiu trời tắt nắng chiều, chó sôi trong bếp phì phèo lên hơi. Nó âm âm cố nhẹ, cái chiều quê bỗng nhiên nó ấm lại. Bàn thờ hương cháy tỏa mùi, từng chàng pháo chuột
nổ dài trong khuya. Bây giờ nói pháo chuột đấy mà. Vâng. Ngày xưa mình mới thấy nó bé một tí này. Đúng rồi, nó cứ nổ đẹt 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 vào ngay. Và trong thiên nhiên Việt Nam, ông Hoài Thanh viết năm 42 nhỉ. Cứ nghĩ đến Đoàn Văn Cừ là tôi lại nghĩ đến Tết. Vì bài Chậu Tết nổi tiếng ấy nhỉ. Vì vậy nhà thơ với Tết, quê hương nó gắn lại. Trong thi nhân Việt Nam, năm 1942, trên những trang viết về thi sĩ Đoàn Văn Cừ của Hoài Thanh có những dòng: những hình ảnh cuộc đời Việt Nam xưa còn lưu lại trong thời nay chẳng bao lâu sẽ mất hết. Nếu ta không gấp gấp ghi chép lấy thì rồi chẳng còn biết tìm kiếm vào đâu. Sau gần 80 năm, đúng là những hình ảnh xưa ấy đã không còn. Nhưng giờ đây, nhiều người nói rằng muốn tìm về với Tết xưa, cứ tìm trong những bài thơ Tết của Đoàn Văn Cừ sẽ thấy. Thời gian nó sẽ thay đổi. Bao giờ người ta nhìn về quá khứ, người ta cũng có cái gì thầm tiếc, bâng khuâng. Mà nhờ thơ văn, nhờ hội họa, nhờ bài hát, nó gợi nhớ, nó làm giàu cho tâm hồn chúng ta ngày hôm nay. Cho những bài thơ Tết này này, chúng ta ngày Tết đọc lại thì chúng ta được ăn Tết ngày hôm nay, và chúng ta lại được ăn Tết trong ký ức của chúng ta, những cái Tết của thơ bé chúng ta hoặc là từ thời ông bà chúng ta. Những hoài niệm nó đã thấm vào tình cảm, nó lắng vào trong thơ rồi, thì cái ngày Tết, cái thi vị nó cần lắm. Ở cái thế hệ tôi ấy, trong ký ức thì còn nhớ nhiều cái hình ảnh Tết mà mang cái phong vị truyền thống, thì những cái đó hôm nay mà chúng ta đọc thơ của cụ Đoàn Văn Cừ là thấy rõ lắm. Rời làng quê trở lại với phố phường Hà Nội, khi không khí xuân đã ngập tràn, nhớ về những cái Tết quê xưa trong cuộc sống đủ đầy hôm nay. Tôi chỉ thầm mong đừng bao giờ phôi phai những phong vị truyền thống xưa mà bao đời cha ông ta đã lưu giữ. Đừng vì hiện đại lên, giàu có hơn mà làm mất đi những giá trị văn hóa và làm nghèo đi đời sống tinh thần. Những ngày đầu xuân, tôi lại cầm cọ vẽ để hoàn thiện nốt bức tranh chợ Tết xưa đang còn dang dở. Có lẽ cũng phải kỳ công nữa bức tranh mới có thể hoàn thành, nhất là vẽ trên chất liệu sơn mài. Khi những câu thơ Tết của cha tôi vang lên trong đầu là cảm hứng sáng tạo trong tôi lại trỗi dậy. Một mùa xuân mới đã về và tôi vẫn thoảng nghe trong từng nét vẽ hồn quê xứ Bắc lao sao.